Hôm nay mà bà không chuyển tiền cho tôi ấy, tôi không về cái nhà này nữa. Em vào đi. Về rồi đấy hả con? Chào chào bác. Chào cháu. Cháu xinh quá. Thảm nào thằng Phong nhỉ, cứ nhắc đến cháu suốt thôi. Em vào trong nhà rửa tay rồi ăn cơm nhé. Vâng ạ. À quên, anh chưa bảo với em, đây là ba giúp việc mà lúc nãy anh kể đấy. Dạ. Chẳng giấu gì em, nhà anh tháng nào cũng phải tìm mua xin mới ấy. Nhưng cái việc mà thích nghi với họ lại từ đầu á, anh cũng thấy mệt mỏi lắm. Riêng chỉ có bác đấy là nhà anh quý nhất, thế nên mới được giữ lại đấy, phải không bác? Ừ. Thôi hai cháu vào rửa chân tay để ăn cơm nhé. Vâng ạ. Thì ăn xong để em về nhé. Vâng ạ. Ăn cơm đi cháu. Bác ngồi ăn luôn với bọn cháu đi ạ. Ừ bác. Em ăn đi. Để tí bác đấy dọn xong rồi mới ăn cơ. Sao bác không ăn luôn cùng với bọn cháu cho vui ạ? Bác đấy quen rồi mà. Ngày trước bố mẹ anh bảo bác đấy ăn cùng nhiều lần, nhưng bác đấy không chịu. Em ăn đi. Thịt gì mà mặn này. Bà tưởng nhà tôi thừa muối à? Mà bà nấu mặn như vậy. Mẹ, à, để cô làm món khác cho hai đứa ăn nhá. Thôi khỏi, bây giờ bà mới nấu thì bao giờ tôi mới được ăn. Mà bà có biết là tí nữa Hoàn phải đi học không? Thôi mà anh, em thấy thịt cũng có mặn lắm đâu. Mà thịt sốt thường thì phải mặn mặn một tí thì nó mới ngon chứ. Anh biết là em tốt, em thương người, nhưng em đừng có mềm lòng như vậy. Để người giúp việc, người ta muốn làm gì thì làm. Ờ, em tưởng đây là người giúp việc mà nhà anh ưng ý nhất, sau giờ anh lại... Thì anh biết là như thế, nhưng bà này chỉ là người tốt trong số những người giúp việc thôi. Tại anh cả nể nên mới bỏ qua nhiều chuyện. Chứ giờ mình mà dễ quá rồi người ta làm quá lên, người giúp việc bây giờ không như ngày xưa đâu. Cô cháu ăn đi nhá. Gì đã xảy ra nhà tôi thế này? Ông chủ ạ, dạ hôm nay cháu nhà tôi được nghỉ học, tôi cho cháu sang đây chơi. Sáng ông chủ đi nhanh quá nên tôi không kịp. Thế chị với cái cháu cứ tự nhiên nhá, nay tôi mệt, tôi vào phòng nghỉ sớm. Dạ. À chị này, ra đây tôi nhờ chút việc. Dạ vâng ạ. Tôi đúng là mù, thì mày không nhận ra bác ấy là mẹ của anh. Hòa, một chuyện không như em nghĩ đâu. Trên đời này, ý, thứ tôi khinh bỉ nhất chính là những người bất hiếu. Ngày xưa, thà rằng bác ấy đẻ ra một quả trứng, rồi bóc ra ăn luôn. Còn hơn là đẻ ra một người con bất nghĩa như anh. Em nghe anh giải thích đã. Anh không cần phải giải thích gì nữa với tôi. Anh hãy đi xin lỗi mẹ anh đi. Mà từ bây giờ, đừng để bác ấy phải đau lòng thêm nữa.